Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025. Tuyển sinh vào lớp 6 xong trước ngày 31 tháng 7 năm 2024, tuyển sinh vào lớp 10 xong trước ngày 20 tháng 6 năm 2024. Năm học 2024-2025, không tuyển sinh đối với lớp chất lượng cao trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương. Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ chỉ đạo trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương ra soát nhu cầu và các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh cho các lớp 10 chuyên năm học 2024-2025, đảm bảo không quá 20 lớp chuyên.